Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Vì sao nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt. Nghề báo ở Việt Nam là một nghề rất nguy hiểm và lại càng nguy hiểm hơn đối với nhà báo Trương Châu Hữu Danh khi tả xung hữu đột xông vào những vụ nóng có tính chất trả thù, có tính chất mờ ám và có tính chất tham nhũng của nhóm lợi ích rất lớn nhưng lại có vỏ bọc chắc chắn. Từ những vụ án đánh bốt bẩn xuyên Việt cho đến vụ Hồ Duy Hải, rồi vụ bí thư Đắk Lắk Đạo Văn tiến sĩ vân vân, rất nhiều vụ đều thấy dấu ấn đặc biệt của Trương Châu Hữu Danh cùng những bè bạn của anh ta. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh có mặt tại nhà riêng của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và livestream tại hiện trường trước khi công an vào khám xét nhà và công bố lệnh bắt giam ông Chung hôm 28 tháng 8 năm 2020. Dư luận rất hồi hộp và buồn vui cùng tin tức của Danh, như những kẻ thủ ác, những kẻ quyền chức thì chẳng mong sớm còng đầu Danh mà thôi. Họ muốn bắt Danh càng sớm càng tốt, nhưng họ không thể tìm được lý do, bởi lẽ Danh không làm gì sai trái mà chính họ mới có nhiều thủ đoạn âm mưu đen tối. Sau khi Danh bị bắt, ai cũng hiểu ngay thế lực bắt Danh dĩ nhiên là những kẻ hiểm ác và có thể thao túng quyền lực chính trị. Họ ra đòn để trả thù chứ Danh đâu có làm gì phạm tội. Bài viết của nhà báo với bút Danh Gió Bấc với tựa đề Vì sao nhà báo Hữu Danh bị bắt sẽ điểm lại những ghi dấu ấn của nhà báo Danh với những sự kiện nổi bật được dư luận đặc biệt quan tâm với nội dung. Đi đầu điểm nóng không biết sợ. Trương Châu Hữu Danh là nhà báo duy nhất tiếp cận và đưa thông tin vụ án tử tù oan Hồ Duy Hải xuyên suốt từ thời gian điều tra cho đến nay. Hữu Danh đã đi đầu trong tất cả các điểm nóng, đi đầu chống bốt bẩn, khai quật những bất công Thủ Thiêm, vào rừng đón Đặng Văn Hiến ra đầu thú vân vân. Việc bị bắt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Và câu hỏi được đặt ra là vì sao nhà báo Hữu Danh lại bị bắt ngay giữa hội kỳ họp của Trung ương 14 Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng như nhà báo Phạm Đoan Trang, việc sẽ bị bắt đối với nhà báo Trương Châu Hữu Danh như là điều chắc chắn. Vấn đề là bắt vào thời điểm nào, vì nguyên nhân gì. Phạm Đoan Trang đi sâu bình luận, giải thích về những vấn đề dân chủ, nhân quyền. Còn Trương Châu Hữu Danh thì dấn thân và điều tra đột phá hầu hết các sự kiện nóng trong cả nước. Cách thức tác nghiệp của Trương Hữu Danh cũng là bản lĩnh khác người, đã tận dụng mọi phương tiện kỹ thuật từ máy ảnh, điện thoại, flycam, ghi âm và dùng mọi loại hình truyền thông, chữ viết, video clip và hình ảnh để truyền tải tới công chúng những thông tin sinh động, trực quan. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh ở bên cạnh nỗi đau tột cùng của người mẹ tử tù Hồ Duy Hải khi nhận được tin 17 vị thẩm phán tối cao đã giơ tay biểu quyết quyết định y án tử hình con của bà Hồ Duy Hải. Hơn thế nữa, không chỉ mô tả sự kiện, Hữu Danh còn đào sâu đến gốc rễ tận cùng ai, cán bộ, cộng cán nào đã liên quan đến vụ việc và lôi nó ra ánh sáng. Nhà báo dẫn thân không mệt mỏi, điển hình như vụ quán cà phê Xin Chào ở Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh bị giải tỏa và chủ quán bị khởi tố hết sức vô duyên. Nhiều báo cùng tham gia nhưng chỉ dừng lại ở chỗ giải tỏa quán và khởi tố chủ quán trái pháp luật. Sai phạm này được Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng sai phạm chỉ nhỏ như cái bóng tay. Hữu Danh đã không ngại điều tra sâu hơn và nêu đích danh chính phạm, có luồng dư luận cho rằng quán phở này cạnh tranh với căng tin của công an nên bị trù dập. Luồng thông tin khác lại cho rằng vị đại tá Nguyễn Văn Quý muốn mua luôn lô đất vàng của quán Xin Chào nên mới xử chủ quán. Cấp trên của ông Quý là tướng Phan Anh Minh khẳng định vụ việc ở Bình Chánh nhỏ như cái bóng tay. Ông nói thuộc cấp làm không sai nhưng máy móc đã nóng vội. Và trong lúc cái móng tay của Bình Chánh đang nằm trên bàn của Thủ tướng thì xuất hiện cái móng chân cũng ở Bình Chánh làm dư luận sôi sục. Hóa ra không chỉ ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán Xin Chào bị khởi tố, người cho ông Tấn thuê đất, ông Nguyễn Văn Bỉ cũng bị khởi tố. Ông Bỉ thì mang cái tội là dựng lại cái chuồng vịt trên đất nông nghiệp. Người ký quyết định không ai khác cũng là đại tá Quý. Và sinh mệnh của người dân chỉ bằng một chữ ký, đúng là móng tay, móng chân, không hơn. Tiếp theo đó là hàng chục bài viết khác của Hữu Danh và đồng nghiệp nên cái móng tay phải vỡ lở. Cấp trên phải cách chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và trưởng Công an huyện Bình Chánh. Tiếp đến là đại án Trịnh Xuân Thanh, khởi đầu vụ xe tư nhân mang biển số xanh. Thông tin và hình ảnh đầu tiên là của nhà báo Phương Nguyên, báo Sài Gòn Giải Phóng,
với hình ảnh xe Lê Xúc, nhưng với những chuỗi bài điều tra tiếp theo về chủ nhân thật của chiếc xe, thủ đoạn mượn tài xế đứng tên chủ xe vân vân, chính là nhà báo Hữu Danh. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh tại khu vực cầu giam xe của lực lượng công an trong chiến dịch nhóm tài xế Bốt Bẩn An Sương vào hôm 21 tháng 1 năm 2019. Và đây là sự trùng hợp tình cờ ngẫu nhiên hay sự sắp xếp có chủ ý mà từ chuyện đi xe sang của ông Trịnh Xuân Thanh dẫn đến đại án Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng phải ra tòa. Và ngoài ra, nhà báo này cũng đã nhiều lần thoát hiểm. Và chính vì vậy, Trương Châu Hữu Danh là cái gai khó chịu với nhiều người. Đã không ít lần nhà báo Hữu Danh bị tạm giữ, bị giang hồ, hành hung, bị mời làm việc vân vân. Vào năm 2016, Hữu Danh suýt chết khi xỉa răng cọp với loạt bài biệt thự nghìn tỷ của Thiếu tướng Công an Đắk Lắk Trần Kỳ Rơi. Bài điều tra khá chi tiết, có đầy đủ dinh thự và hình ảnh biệt thự bằng gỗ quý nguy nga, hoành tráng trên không gian xưa trên đường Y Moan, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, rộng tới hơn 4.000 mét vuông đất do tướng Trần Kỳ Rơi đứng tên. Nhưng qua kiểm tra của chính quyền địa phương thì tướng Rơi chỉ là chủ đất, tài sản bên trên đất chủ yếu do người khác bỏ vốn. Con gái tướng Rơi là đại úy công an chỉ sở hữu một phần nhỏ 7 tỷ đồng vào gỗ xây dựng và gỗ thường, không phải là gỗ quý. Sau khi vụ này, Hữu Danh đã rời Dân Việt về viết cho phụ bản Làng Mới của tờ báo này. Trong vụ án oan Hồ Duy Hải, trước khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo hoãn thi hành án, Công an Long An đã từng có công văn mật đề nghị bắt nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Trên mạng xã hội, các dư luận viên, hội cơ đỏ hoặc lực lượng AG47 tấn công tới tấp, vu khống đủ điều, Hữu Danh vẫn ngang tàng, xem như cỏ rác, thậm chí với những người như Nguyễn Xin, một dạng côn đồ công an chìm trên mạng, Hữu Danh còn thách thức gặp gỡ và giày dỗ với giọng đàn anh giang hồ. Với những kẻ được ai đó thuê mướn, bảo kê cho Bất Bẩn gây thương tích, hư hỏng và hành hung, tài sản đã bị tố giác, kẻ bỏ tiền thuê, bỏ rơi, phải lãnh án tù, Hữu Danh còn ra tay giúp đỡ. Facebook của nhà báo Thái Văn Đường cũng đã đưa tin, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn bắt giam Hữu Danh từ ngày 20 tháng 10, nhưng do ông Sáu Đạt, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình can thiệp nên chưa thực hiện, không rõ thông tin này có chính xác hay không. Nhưng có nguồn tin thân cận cho biết vào khoảng giữa tháng 11, Hữu Danh đã bị tạm giữ 2 đêm ở Hà Nội. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh tham gia loạt bài về quần thể nhà gỗ tại khu sinh thái không gian xưa của Trung úy Cảnh sát Kinh tế, Công an Kinh tế tỉnh Đắk Lắk Trần Thị Thúy Hằng, con gái Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, được dân chơi gỗ định giá cả ngàn tỷ đồng với quần thể kiến trúc hoành tráng cũng như những món đồ gỗ siêu sang. Nhưng sau những thử thách ấy, Hữu Danh vẫn xông xáo, hăng hái viết cho đến ngày bị bắt. Điểm mặt chỉ tên, các quan chức cấp cao tiếp tục tham nhũng. Nghe tin Hữu Danh bị bắt, một nhà văn chống tiêu cực sừng sỏ cũng chắc miệng than rằng: "Tôi nói nó hoài, nó không nghe, đừng đánh vô cá nhân." Nhưng có người phản biện, tiêu cực là do cá nhân trực tiếp gây ra, không lôi cá nhân ra đó đánh sáng thì làm sao thấy được. Ông muốn đòi lại đất cho bà mẹ liệt sĩ thì cũng phải mạnh dạn mà làm chứ. Và chống tiêu cực không được đụng tới cá nhân sao được. Nghe tới đây, nhà văn thở dài nói tiếp: "Khổ thiệt, tránh đâu cho khỏi." Nhiều đồng nghiệp cũng nghĩ rằng nhà báo Hữu Danh bị bắt vì chạm đến quyền lợi, quyền lực hoặc gây ra nguy cơ với quyền lực của một ai đó trong thời điểm tiền đại hội 13. Chỉ từ năm 2016 cho đến nay, nhà báo Hữu Danh đã xông xáo đi đầu trong hầu hết các điểm nóng của cả nước và chạm đến không ít dưới 10 thành viên nhà đỏ hoặc ứng viên của nhà đỏ. Cùng nhóm bạn hữu đường xa khuấy động phong trào chống Bất Bẩn trên cả nước, gọi Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể bằng câu thể cá cha chẳng hạn. Nhưng ông Thể hiện nay như cá nằm trên thớt, thở cũng thoi thóp trong bàn tay tướng Tô Lâm với bao vết chàm, làm sao có sức để phản công cho được. Với bí thư Bắc Ninh bổ nhiệm con làm bí thư thành ủy, Hữu Danh đã lôi tuột ra cả đống như vậy. Đây là hình ảnh Trương Châu Hữu Danh cũng là người đã bóc mẽ vụ đề cử bí thư thành ủy Bắc Ninh cho cử nhân cờ vua Nguyễn Nhân Trinh, con trai bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến. Câu chuyện cử nhân cờ vua Nguyễn Nhân Trinh, bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh, con trai bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến được chỉ định giữ chức bí thư thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 ở tuổi 3X không có gì lạ. Nếu ai đó nói đây là truyền thống chống gia đình trị thì chưa đúng bản chất, vì đây là truyền thống của tỉnh Bắc Ninh.
người tiền nhiệm bí thư Chiến là bí thư Trần Văn Túy, ông Túy có con rể là Vương Quốc Tuấn, chính là tiền nhiệm con trai ông Chiến. Sau khi để ghế cho Trinh, ông Tuấn đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh này bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Và hiện nay, ông Túy hiện là trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban thuộc Quốc hội. Nhưng hai cán bộ, Trinh và Tuấn, ông Tuấn có năng lực trình độ thì chưa làm gì so với con trai bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Ngọ, trước là bí thư Túy, về sau làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Con trai bí thư Nguyễn Công Ngọ là Nguyễn Công Thắng, sinh năm 1983, hơn 30 tuổi. Ông Thắng đã làm bí thư huyện năm 2019, khi 36 tuổi đã là trưởng ban dân vận tỉnh. Nếu đúng lộ trình, ông Thắng sẽ là ủy viên Trung ương dự khuyết và cái ghế bí thư tỉnh ủy có thể rơi trúng người bất cứ lúc nào. Nước cờ của ông mới là đỉnh cao trí tuệ như vậy. Và Hữu Danh đã sơ kết trận chiến gay go này. Trong gần 20 bài tôi viết về Bắc Ninh, đợt bố Chiến còn Trinh, giờ kiểm tra lại Facebook thì đã bị chặn hiển thị hơn một nửa. Nhiều bạn không hiểu, cứ tưởng tôi nhận xóa bài. Nhưng vụ việc này cũng đã kết thúc có hậu. Cậu ấm chỉ là bí thư mấy ngày rồi được điều chuyển sang thành phó giám đốc sở. Đây là hình ảnh ông bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam và miếng đất 9.000m² ven sông đứng tên vợ ông. Gần đây là vụ miếng đất 9.000m² ven sông, vợ của bí thư tỉnh Bình Dương đã mua giá rẻ, trốn thuế và xây dựng sai quy hoạch. Hữu Danh cũng có hàng chục bài trên Facebook điển hình như vụ lối ra nào cho vợ anh Nam. Thời gian qua, tội phạm mạng tấn công dồn dập các bài viết về 9.000m² đất ven sông giá trị 100 triệu của vợ bí thư Bình Dương, ông Trần Văn Nam. Và sau đó, nhiều bài báo đã bị gỡ mất. Các bài trên Facebook cũng bị chặn hiển thị vì luật địa phương. Câu chuyện có thể kể như sau là khu đất 9.000m² ven sông cực đẹp ở Bến Cát, Bình Dương được giới đất bất động sản đánh giá là đẳng cấp siêu đại gia, có tiền cũng không dễ mà mua được. Khu đất và công trình trên đất đứng tên bà Phạm Mai Hòa, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại 134/4 đường 30 tháng 4, khu 2, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Đáng chú ý là bà Hoa có quan hệ gần gũi. Bà chính là vợ của bí thư tỉnh ủy Bình Dương, ông Trần Văn Nam. Giá khu đất vợ chồng bí thư chỉ tốn có 100 triệu đồng cho 9.000m² đất ven sông hiếm khó khi tìm được. Đặc biệt, công luận cũng đặt ra nghi vấn trốn thuế đất rất cần các ngành chức năng tỉnh Bình Dương và Bộ Tài nguyên Môi trường và Tổng cục Thuế sớm tiếp nhận, giả soát, thanh tra, điều tra làm rõ. Nhà báo này cho biết, vụ này tôi đeo báo gần nửa năm nay, đến giờ có thể nói Trung ương đã vào cuộc rồi. Tuy nhiên, quả đấm này đã đi vào không khí, ông Nam vẫn yên vị sau đại hội đảng nên không đến mức ra tay hạ thủ. Với vụ Hồ Duy Hải, Hữu Danh là nhà báo duy nhất của Việt Nam theo đuổi xuyên suốt qua tất cả các thời gian tố tụng. Đặc biệt là sau phiên tòa giám đốc thẩm của hội đồng 17 người, một bàn tay bí mật nào đó đã chuyển cho nhà báo Hữu Danh hàng chục bút lục cực kỳ quan trọng là chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải đã bị ai đó bỏ ra ngoài hồ sơ vụ án. Nên không chỉ các luật sư mà cả bà Lê Thị Nga, trưởng đoàn giám sát của Quốc hội Việt Nam và chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng không thể biết ngay được các tình tiết ngoại phạm này. Nhà báo Hữu Danh đã trao các tài liệu này cho luật sư Trần Hồng Phong, trình với cơ quan chức năng tiếp tục kêu oan và xin tái thẩm vụ án. Từ nguồn thông tin nào đó, nhà báo Hữu Danh cũng đã rất liên lạc và từng đăng trên Facebook động viên mọi người đừng ngại. Hai Bình, tức là Trương và Nguyễn Hòa Bình, tiếp tục thăng tiến. Sau đại hội sẽ có hướng ra cho Hồ Duy Hải. Vì vậy, vụ việc này cũng không phải là chuyện nguyên nhân Hữu Danh bị bắt. Và với việc nhà nước Việt Nam luôn luôn tìm mọi cách để bắt giữ hàng loạt các nhà báo trong thời gian vừa qua, thì quả thật nghề làm báo ở Việt Nam rất nguy hiểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 12 năm 2020 với bản tin Vì sao nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.